Dusan Tadic, mùa giải 20 Totti. Đây là cầu thủ của ra Serbia và đã từng đang thi đấu cho Ajax. Trước đây thì Dusan Tadic từng thi đấu cho câu lạc bộ Southampton ở giải Ngoại hạng Anh. Và khi đã lớn tuổi thì anh chuyển sang Ajax Amsterdam. Và ở Ajax Amsterdam thì Tadic thi đấu rất tốt trong vai trò cầu thủ tấn công, để cánh NW, hoặc anh có thể thi đấu vị trí CM, CF. Chúng ta sẽ review Tadic ở vị trí mà anh thi đấu tốt nhất. Đấy chính là vị trí LW. Khả năng tăng tốc và tốc độ tương đối tốt, 94, 96, khéo léo 199, dè dặt, giữ bóng, tạt bóng, chuyền ngắn và dứt điểm tuyệt vời. Khả năng sút xa, tầm nhìn tốt, đặc biệt là khả năng chọn vị trí và phản ứng tương đối ấn tượng. Ở mức thẻ cộng 1 thì chúng ta thấy Tadic có mức lương 19, chiều cao 1m81, cân nặng 76 kg, thể hình trung bình, chân thuận, trái 5,3, 4 sao kỹ thuật. Chiết xuất gốc bao gồm cứng như thép, tinh tế, kiến tạo, sút và tạt má ngoài, qua người. Và chúng ta biết rằng là ở mùa giải vừa rồi ở Champions League thì Ajax Amsterdam đã vào tới tứ kết Champions League, vào tới bán kết. Ta thấy là để chiến thuật đơn của Tadic là đột phá, hỗ trợ phòng ngự cơ bản, đánh chặn thông thường, xâm nhập vòng cấm và chọc khe công 3 và thủ 1. Rồi chúng ta sẽ vào một trận xếp hạng xem cầu thủ này thể hiện như thế nào. Ở Serbia và Montenegro thì Tadic là một cầu thủ tương đối nổi tiếng. Tuy nhiên ở châu Âu thì anh vẫn luôn được xem là một cầu thủ ở dạng trung bình khá. Nhưng với phong độ xuất sắc trong mùa giải Champions League vừa rồi thì Tadic sự xứng đáng có mặt trong hàng ngũ những tiền vệ hay nhất của bóng đá thế giới. Cầu thủ số phong độ thì bắt buộc ta phải thay ra. Ta không thể sử dụng. Đây, vào đây. Cả số phong độ và bắt buộc. Onana ta sẽ bước vào một trận xếp hạng với Dusan Tadic. Ra sức mạnh địa cộng 1 là 85, nó cũng không nói lên được nhiều. Bởi vì thực ra với chỉ số ẩn cứng như thép thì Tadic có khả năng tông húc với bất kỳ một trong những cầu thủ phòng ngự nào bên phía đâu bạn. Mạnh của Tadic khi chơi bóng Ajax đó là anh kiến tạo rất tốt. Đã từng kiến tạo cho những tiền đạo của Ajax hay tiền vệ CM, GX, ghi nhiều bàn thắng cho Ajax. Giải vô địch quốc gia Hà Lan hoặc Premier League. Này cũng đã bước vào độ tuổi 32. Chắc là Dusan Tadic sẽ không còn nhiều thời gian để thể hiện được
phẩm chất của mình tốt nhất. Vì thế hiện tại anh rất tập trung cho câu lạc bộ Ajax Amsterdam. Khi một mùa mùa giải thành công của Champions League đã khiến cho câu lạc bộ này bị hút máu rất nhiều. Những cái tên đã ra đi tới những đội bóng lớn hơn như Frankie de Jong tới Barcelona, Martin de Ligt đến Juventus, và tới đây sẽ là Van de Beek gia nhập Real Madrid. Người ở lại như Ziyech hay Tadic sẽ là những cái tên nòng cốt trong hành trình hướng tới chức vô địch tại quốc gia Hà Lan cũng như tiến sâu vào Champions League. Khả năng sút và tạt cánh má ngoài rất tốt. Tadic có thể thực hiện những đường căng ngang, bổng, từ bin. Độ sát thương rất cao. Tadic là một mẫu cầu thủ chạy cánh nhanh nhẹn và khá là kỹ thuật. Cùng với đó là khả năng cầm bóng và đi bóng lắt léo. Tuy không nói là xuất sắc. Ngoài khả năng tham gia kiến tạo bàn thắng thì Tadic có khả năng hỗ trợ phòng ngự tương đối tốt. Minh chứng là anh có thể thi đấu ở vị trí CM. Chung Tadic Totti 20 là một mẫu cầu thủ tấn công đa năng. Anh có thể đá cánh, đá tiền vệ, tâm. Đá tiền vệ lùi sâu. Có thể là mỏ neo. Đây rồi. Kiến tạo. Và chiều vào như đặt cho Raul Gonzalez mùa giải Anh cần. Bạn thấy là khả năng kiến tạo của Dusan Tadic là rất tốt. Có thể nói anh là một trong những tiền vệ sáng tạo hiếm hoi của Serbia. Khi mà quốc gia này trình độ bóng đá mức trung bình khá so với châu Âu, không có nhiều những tên tuổi hàng đầu ngoài những cái tên nổi bật như Nemanja Matic, cầu thủ từng thi đấu cho MU. Ta có Dusan Tadic. Kệ. Với chiều cao tương đối ổn của mình thì Tadic 09 cũng không đến nỗi tệ. Tôi có thể nói là không đến nỗi tệ. Vì thực ra mức chiều cao 1m8 so với châu Âu thì vẫn là một chiều cao tương đối khiêm tốn. Rồi, ta định ta kiến tạo này rất thích kiến tạo cho đồng đội hơn là việc anh đột phá và ghi bàn. Dù trong những trận đấu giải vô địch quốc gia Hà Lan hay Champions League thì ta định cũng thường xuyên có những pha dứt điểm và những pha đột phá từ cánh hoặc là từ giữa tâm hàng tiền vệ, sọc thẳng vào khung thành đối phương. Năng tranh chấp và phòng ngự đối máu lửa. Với chỉ số ẩn cứng như thép thì Tadic hoàn toàn không ngại ngán bất cứ một cầu thủ châu bò nào. Với nền tảng thể lực và yếu tố cơ thể của anh là rất tốt rồi. Thì chúng ta thường nói về cái vấn đề nội tại thì Tadic có một nội tại cơ địa tương đối rắn chắc. Nó giúp cho anh có thể survive với
Patrick Vieira với những Virgil van Dijk với những Jude Kulit, Lukaku không ngại ngần. Bốn sao kỹ thuật thì giúp ta đích thực hiện được những skill cơ bản. Và cần ngang cực khó chịu. Và kiến tạo cho Vera nhưng tiếc là Zera Icon đã không vang lên. Với giá tiền rất hạt rẻ cộng với khả năng sử dụng cao, giá đích hoàn toàn là sự chọn hợp lý các bạn. Đầu tư vào này ở một thẻ 20 tỷ. Mùa giải có thể gọi là tốt nhất của ta đích, sân ta đích đến hiện tại. Trong chiến dịch Euro thì ta đích sẽ là một trong những trụ công đóng vai trò xuyên phá rất quan trọng của Serbia. Được đội tuyển quốc gia này có tiến sâu đấy không phụ thuộc vào rất nhiều đôi chân của ta đích. Thì ở đội tuyển quốc gia thì Tadic vẫn đang là một trong những trụ cột không thể thay thế. Mặc dù chỉ thi đấu ở những câu lạc bộ nhàng nhàng châu Âu, Southampton hay là đội bóng ít tên tuổi ở Serbia Montenegro, Tadic ngay từ lúc trẻ đã sớm phát huy được tài năng của mình. Nên anh đã quyết định lựa chọn Southampton. Và tiếp theo bây giờ là Ajax Amsterdam. Đó là một sự lựa chọn hợp lý. Trong bối cảnh mà Tadic có thể không thể cạnh tranh được với những sự xuất sắc hơn mình ở cùng vị trí. Và năm nay anh cũng đã 32 tuổi rồi. Rất có nhiều cơ hội cho anh vươn lên. Và chúng ta hãy tận hưởng cái mùa giải tốt nhất của anh là mùa giải 20 Totti với khả năng kiến tạo, xử lý bóng ở vai trò một tiền vệ trung tâm rất tốt. Lại là một pha dọn cổ rất hay. Đấy rồi. Vậy là chúng ta thấy rằng là khả năng phối hợp và ghi bàn của Tadic cũng tương đối tốt. Rất nhạy cảm. Ở vị trí LW chấm anh mức điểm là 9 trên 10.